Hello mọi người. Hôm nay là livestream mất rồi, tại vì đang buồn buồn nên là trong thời gian đợi bạn qua đón để đi chơi thì livestream nói chuyện với mọi người một chút. Hơi bất ngờ, livestream hơi bất ngờ một xíu. Ui, nóng quá. Chào. Giờ này là 3 giờ, không biết là mọi người có vào xem livestream không? Mọi người vào nói chuyện vui vui với mình đi. Chú chú chú. Em bị cún. Em bị cún. Chị có buộc tóc gì đâu. Chị kẹp mỗi càng cua lên thôi nè. Đây này. Đây, chị có kẹp mỗi cái đằng càng cua đằng sau này thôi. Có buộc tóc gì đâu. Trần Thị Khánh Ly. Chị bảo chị có cay sữa cho Leo không ạ? À có chứ. Có, chị phải cay sữa mà. Chị cai sữa cho Leo xong thì mình chị mới có bầu. Hai Đỗ Uyên. À, Nguyễn Thùy Linh, áo bán áo chị có bán không chị ơi? À, áo này thì là mẫu mới. Áo này thì là mẫu mới thì chị đang chuẩn bị đi chụp hình đây. À, cái này thì có bán. Mà cái này thì cũng có hàng có ít lắm. Tại vì thực sự là vải này rất là đẹp. Vải này rất là hiếm. Và chị cũng chỉ kiểu mua được một ít mẫu màu vải này thôi. Nên là có, chắc là chỉ có khoảng tầm 15 chiếc thôi, 15 chiếc để bán thôi. Rất là ít. Bây giờ đang chuẩn bị đi chụp hình đây. Thì đang trong lúc mà đợi bạn qua thì là livestream nói chuyện với mọi người một chút. Xong rồi mình lại phải đi. À, chị ơi, chị cho em hỏi trước, chị điều trị da thì sau đấy mình dùng sản phẩm gì để da căng bóng ạ? À? Chị điều trị da thì là chị sẽ dùng tất cả các sản phẩm mà bác sĩ đưa. Chứ là chị trong tất cả mấy năm vừa rồi chị điều trị da thì không hề dùng bất cứ sản phẩm nào khác ngoài những cái sản phẩm mà bác sĩ đưa cho chị cả. Tại vì mình đã... Thì chị thấy tất cả những cái sản phẩm đó dùng rất là ok mà. Nên là chị vẫn dùng từ lúc đó đến giờ luôn. Và mấy năm rồi chị vẫn chưa chuyển sang bất cứ dòng sản phẩm nào cả. Váy có bán không bạn? À, cái này là áo sơ mi nha mọi người, không phải váy nha. Em trốn làm vào xem live của chị nè. Cảm ơn Ngọc Quỳnh nhá. Chị chăm sóc tóc như thế nào vậy ạ? Tóc nhìn đẹp mà tự nhiên quá. Thực ra thì tóc là cái mà thực sự là tóc là cái mà chăm ít chăm sóc nhất. Thực sự là mình cũng may mắn vì cũng cái dạng tóc của mình là tóc tơ ấy, nên là nó cũng khá là mềm. Nhưng mà cũng có một đợt nhá, chăm kiểu tẩy tóc ấy, kiểu nghĩ sao mà tự nhiên đi tẩy hết sạch cả đầu luôn. Thế là sau đợt đấy là cũng có tóc cũng có bị kiểu tổn thương, cũng sơ, cũng bị khô, xong cũng tổn thương cực kỳ nhiều luôn. Và cũng châm phải cắt hết tất cả các đoạn tóc tẩy để đi và nuôi lại từ đầu. Và đến bây giờ nhá, đến bây giờ là tất cả tóc này là tóc tự nhiên hết và không qua hóa chất gì luôn. Mình đã cắt hết tất cả các tóc tẩy đi rồi. Đó, nên là mọi người hiểu là mình phải mất bao nhiêu năm để có thể nuôi lại tóc mình dài như thế này. Đây là mới cắt đi rồi đó, chưa còn dài thêm đến đây nữa cơ. Chưa còn dài thêm khoảng tầm một xíu nữa. Dài đến cũng phải đến thắt lưng rồi. Dài quá tại vì thằng con nó giật tóc kinh quá. Thế là phải cắt đi một xíu cho là đỡ bị giật. Chị ơi, chị làm răng sứ có gì bất tiện không chị? À, cái này thì thực ra nhá, Trâm vẫn khuyên mọi người là ai mà có thể giữ được răng thật
càng càng nhiều càng tốt. Mà tốt nhất là không nên làm răng sứ, tại vì nó giống như là phẫu thuật thẩm mỹ mọi người. Ví dụ như nâng mũi hay là làm bất cứ cái gì nó liên quan đến dao kéo ấy, thì mình nghĩ là không sớm thì muộn nó cũng sẽ có những sự bất tiện nhất định. Có người thì ví dụ như có người thì lệch mũi này, lệch sống này, có người thì bị đỏ đầu mũi này, rồi nếu mà nhân mí thì có thể là có người sẽ bị trợn mắt lên này, có thể to quá này. Nói chung là bất cứ làm cái gì thì cũng sẽ có sự bất tiện. Và riêng về răng thì thực sự là cái này Trâm cũng phải khuyên khuyên thật, vì mình có thể là do lúc mà mình làm răng xong ấy thì không có vấn đề gì cả. Mấy năm, 2 năm, tầm 2 năm nó không có vấn đề gì cả. Nhưng mà từ lúc mà bắt đầu đẻ xong ấy, từ lúc bầu và đẻ xong thì tự nhiên có thể là do hormone trong cơ thể, hoặc là do mình bị thiếu canxi, hay là do mình bị thay đổi nội tiết tố trong cơ thể nên làm cho cái lượng canxi của mình nó giảm hẳn hay sao ấy. Mà mình cũng gặp phải vài vấn đề về răng ấy, mà đang rất là phiền lòng đấy, cũng không biết phải chia sẻ như thế nào, buồn lắm. Nên là nếu mà có thể khuyên là mọi người thì đừng nên làm răng sứ, càng giữ răng thật càng nhiều càng tốt. Mà có thể là mọi người có thể làm kiểu nẹp răng ấy, nên nẹp răng từ sớm. Nếu mà Trâm biết mà cái về cái nẹp răng từ sớm ấy thì Trâm đã không làm răng sứ rồi. Nhưng mà mình đã lỡ làm răng sứ từ năm 2012 rồi, đâm ra là phong lao thì phải theo lao thôi, chứ còn thực sự là cũng không thích lắm. Bạn vẫn chưa qua đâu. Ôi dồi ôi, chị Linh ơi, em sợ hai đứa đấy lắm rồi đây này. Nó hẹn mình 3 giờ, bây giờ là 3 rưỡi, và chúng nó vẫn đang trên, tao đang trên đường đến. Trần Thị Thùy Trang thích mái tóc của chị kinh khủng. Chị cảm ơn em nhé. Nguyễn Thành Luân xem chị từ đợt người ấy là ai. À lâu lắm rồi. Mai Suka, chị có làm mũi không ạ? À không, chị không làm mũi. Chị thì không làm mũi, chị có tiêm một chút xíu. Ngày xưa tổng tầm 3-4 năm trước hay sao ấy nhở, 3-4 năm trước thì chị có tiêm một chút xíu. Tiêm một chút xíu ở ở đâu nhở? Cái đây thì chị không tiêm này, chị có tiêm xíu ở đây thôi. Tại vì cái phần sống này của chị khá là, sống này là cao rồi. Nên là chỉ tiêm ở đây thôi, tiêm chút xíu thôi à. Nhưng mà thực ra thì cũng tiêm thì cũng đẹp, nhưng mà với mình thì mình không thích tiêm nữa. Tại vì chắc là không hợp lắm, không hợp lắm, nên là thôi. Cũng 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 không tiêm từ đợt đó đến bây giờ nữa. Phương Liên Nguyễn, áo bao nhiêu ạ? À, áo này thì chị chưa có giá, nhưng mà lát nữa nếu mà khi nào có ảnh rồi thì mọi người có thể Trâm báo giá sau nha. Tại vì áo này chưa có giá, bây giờ mới đi chụp hình này. Vừa mới sản xuất mẫu xong, bây giờ chuẩn bị đi chụp á. Ôi mà Trâm nóng quá mọi người. Nóng quá. Quên mất không bật điều hòa. Em có thể xin routine chăm sóc da hàng ngày của chị không? Cái routine chăm sóc hàng ngày ấy thì là chị có up ở trên Instagram chị, trên cái phần highlight ấy, hình như là phần skincare hay sao ấy, là chị có up cái phần routine của chị rồi, thì em có thể vào phần Instagram của chị và vào cái phần highlight ở trên 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 trang của chị ấy. Thì có cái phần skincare ấy, thì em có thể vào đấy để xem nhé. Ủa không chụp ảnh hả? Tưởng đang chụp. Ôi dồi ôi, Tina ơi, khiếp, mấy bà ấy giờ vẫn còn đang trang điểm, và giờ vẫn còn đang á, còn chưa thấy mặt mũi đâu đây này. Mệt mỏi lắm cơ. Hẹn hò như hẹn hò không? Áo chị có bán không ạ? À, Trần Lam, chị áo này chị có nha, áo này có bán nha mọi người, nhưng mà thực sự áo này rất xinh luôn á. Áo này thì còn có cả cả phiên bản màu đen nữa. Cả phiên bản màu đen nữa, màu đen thì trông nó kiểu nó quý phái, nó quyến rũ hơn đúng không? Đấy, màu ui thực sự là cái vải này rất là cái này cực kỳ cao cấp luôn ấy. Thứ nhất là nó không hề nhăn một chút xíu nào luôn mọi người. Không hề nhăn một chút ấy. Không hề nhăn một tí nào luôn mọi người à, có ngồi cả ngày hay là như thế nào thì nó vẫn không nhăn luôn đó, thấy không? Đó. Mà áo này kiểu chất liệu organza ấy, mặc rất là thích. Mà màu màu nó cũng xinh cơ, màu nó kiểu trong suốt ấy.
vườn hoa trong suốt. Đây có hai ba phiên bản màu như thế này. Thì lát nữa trong chuẩn bị đi chụp hình bây giờ. Nhưng mà thực sự là lên livestream thấy màu áo này nó sáng đẹp, đẹp đẹp hơn hẳn ấy. Lên rất là rõ màu, đúng màu áo luôn á. Nhìn rõ hơn. Nãy có đi vào trước gương để chụp hình nhưng mà nó không lên đúng màu ở ngoài. Cũng không biết phải làm sao. Chắc phải xin ra xin ít nắng mặt trời thì trông nó mới đẹp được. Chị đang bầu đứa thứ hai đúng không? Trộm vía xinh quá, có tăng cân chưa chị? Cảm ơn em. Chị thì chị vẫn chưa tăng cân tại vì hiện tại đang rất là nghén. Chưa ăn được, không ăn được cái gì cả. Trời ơi, cứ ngửi thấy cái mùi thịt này, rồi mùi tôm, cua, cá, nói chung là cứ thịt thả là không thể nào mà ăn được. Bây giờ chỉ có ăn rau này, xong rồi ăn những cái đồ mà kiểu mình thích, cái chua chua cay cay ấy thì là ăn được. Áo chăn mặc có bán được không? Lan Sun ơi, áo chăn mặc có bán nha. Nhớ khoảng thời gian chị Trâm quán quân của The Look. Lâu lắm rồi, mọi người vẫn còn nhớ à? Kiểu cảm giác như là mình kiểu thế hệ già rồi, không biết mọi người có còn nhớ đến mình nữa không ấy. Thế hệ khá là già rồi. Nhưng mình không hề già nha. Đâu có già đâu, tâm hồn tôi trẻ trung lắm. Em có hai bé poodle hả Trâm? Em có một chú poodle thì đã mất rồi, thì là ở chung với cả bố mẹ em ngày xưa. Còn nhà chồng em thì có một chú poodle cũng rất là xinh, con cái. Thì là có hai bé. Chị bầu bé thứ hai có tăng cân chưa ạ? Chia sẻ bí quyết để giảm cân sau sinh đi ạ. Chị chưa tăng đâu. Tại vì mới gần 3 tháng thôi mà, kiểu tầm 2 tháng rưỡi thôi. Nên là chưa có một sự tăng cân nào cả. Và mình cũng đang ngén không ăn được. Còn bí quyết giảm cân sau sinh thì cái này thì thực sự nhá, thực sự mọi người này, mình không hề sử dụng bất cứ sản phẩm nào và cũng không hề sử dụng ghen bụng luôn. Ghen bụng thì mình chắc đeo được đúng 1-2 ngày thôi ấy, nhưng mà thực sự là cái này là do cơ địa của Trâm nha, chứ không phải là sử dụng bất cứ sản phẩm nào, nên là mình cũng không thể chia sẻ với mọi người được. Mình dùng cái gì thì mình mới chia sẻ thôi, chứ còn nếu mà không dùng gì thì xong lại bảo là em dùng cái này đấy, em để giảm cân sau sinh đấy, mọi người mua đi, thì như thế thì cũng hơi lừa dối mọi người. Nói chung là mình tiêu chí của mình á, tiêu chí của Trâm thì khi mà quảng cáo bất cứ cái sản phẩm nào thì mình phải trải nghiệm trước đã. Nếu mà chưa trải nghiệm và chưa có kết quả ưng thì mình sẽ không giới thiệu cho mọi người. Hello Leng. Nó dậy từ 12 rưỡi mà bảo qua em luôn. Ôi em không tin được nó đâu, Tina ơi, không tin được chúng nó. Đấy, giờ này có khi vẫn còn đang ở nhà lởn vởn make up cũng nên đấy chứ. Ôi mọi người, comment nhiều quá, mình còn chưa kịp đọc, mình đang trả lời ở các comment phía trên luôn á. Chị ơi, Leo đâu ạ? Leo đang ngủ rồi, Leo đang ngủ bên phòng bên kia. Bên phòng bên kia phòng bà. Chị xinh lắm ý ạ, giờ ít ai xinh kiểu như ôi cảm ơn em. Cảm ơn em. À, cái này là mình mặc áo với cả quần sóc nhá. Ui dồi, cái chỗ này nó hơi bị chật. Chỗ này nó hơi bị chật. Đó, đây. Chị là mặc áo sơ mi này với cả quần sóc. Đó, mọi người ạ. Tại vì mùa hè mà. Mùa hè nên là mình cho mặc với quần sóc đi cho nó mát mẻ. Hoặc là nếu mà chị em công sở nào ấy, chị em công sở có thể phối cùng với cả quần dài, quần Âu các thứ rất là xinh. Ui mà mọi người ơi, bên mọi người cứ tưởng cứ hay kiểu đi Zara mua đồ Zara nhiều ấy, nhưng mà thực sự nhá, đồ của Mango rất rất đẹp luôn ấy, phải khoe với mọi người mới được. Đồ của Mango rất đẹp, rất đẹp. Mình hôm qua mình mới đi mua được hai cái sản phẩm của Mango nhá, mà xinh cực kỳ. Đây để khoe với mọi người luôn.
mua được mấy món liền. Từ từ nha mọi người, tại vì mọi người comment mình đang trả lời các cái câu ở comment ở phía trên, nên ra là chị ơi bầu trang điểm mỹ phẩm hãng nào ok ạ? À Dan Lê Linh ơi, bầu mà trang điểm thì nói thế nào nhỉ? Ở với chị ấy, thì chị đến bây giờ đến đứa thứ hai rồi. Cái đứa đầu tiên ấy chị vẫn trang điểm. Nhưng mà hạn chế thôi, không phải là ngày nào cũng trang điểm. Nhưng mà có nghĩa là mình sử dụng các cái sản phẩm high end ấy. Chị cái này chị thì phải nói thật, tại vì tùy với điều kiện mọi người nhá, tùy với điều kiện mọi người. Ví dụ mọi người mà các bạn có điều kiện trung bình thì có thể mọi người có thể dùng các hãng sản phẩm đảm bảo của Hàn Quốc, như kiểu là Innisfree này, rồi Hàn Quốc có nhiều hãng lắm. Nói chung là mình cứ sử dụng những cái sản phẩm hãng chiết xuất bằng các cái sản phẩm tự nhiên ấy. Thì chị nghĩ là không sao đâu. Nhưng mà với chị thì là chị sẽ chỉ sử dụng riêng mỹ phẩm, thì chị chỉ ưu tiên mua các sản phẩm high end thôi. Ví dụ như là Chanel này, Dior này, hoặc là các thương hiệu như kiểu là La Mer này, cái gì nữa nhỉ? Ví dụ như kem chống nắng thì mình có thể dùng của Clarins này, rồi gì? NARS này, Clé de Peau này, đó. MAC thì ít sử dụng lắm, MAC thì chị ít sử dụng hơn. Tại vì MAC thì cũng chứa cũng thực ra son thì cũng chứa chì, các loại son thì tất nhiên là sẽ chứa chì thôi, nhưng mà MAC thì ít sử dụng hơn. Thì vì riêng về son môi á thì chị ưu tiên sử dụng son của 3CE. Riêng về son nhé, hay kiểu cái dòng mà hay sử dụng ấy, chứ không phải là, tất nhiên là mình có rất là nhiều loại son, nhưng mà cái dòng mà hay sử dụng thì là son của dòng của 3CE. Các bạn có thể mua của bạn Lang Jin, nãy có comment đây này, Lê Phan Ngọc Lan á. Thì chị thấy là cái dòng này của 3CE, cái dòng dài dài như này nè. Đó, dòng dài dài như này, thon thon nhỏ nhỏ ấy. Cái dòng đấy là không chứa chì và rất là đảm bảo an toàn cho các mẹ bầu. Nên là mình đây cũng đang đánh cái màu đấy đây, rất là xinh. Chắc là công chúa rồi chị ơi, chị cũng mong là công chúa lắm. Chị bầu đứa thứ hai có dự định trước không? Chị không hề có dự định gì luôn á. Không hề có một cái dự định gì luôn. Kiểu không nghĩ kiểu, nói chung là con cái trời cho thôi. Rất là mình thoải mái thôi, không có gì cả. Từ từ nha. Để từ từ châm kéo xuống các comment ở dưới cùng, tại vì mình vẫn đang đọc các comment ở phía trên ấy. Đâm ra là mọi người nếu mà comment ở dưới cái gì thì mình không đọc được. À, hết rồi đó. Ok. Đây, khoe mọi người mấy cái đồ mango hôm qua mình vừa mới mua nhá. Trời ơi, thật sự là cái form quần nó cực kỳ đẹp luôn ấy. Hôm qua vừa mua được cái quần này. Đây này. Hôm qua vừa mua được cái quần trắng này. Mọi người nhìn nhá. Cái form nó, cái phần ly này, cái phần ly ở giữa này này, nó làm cho quần nó rất là đứng nhá. Xong cái phần ở cuối này, phần gấu của nó này, phần gấu thì có phần xẻ phía trước này này, các đường may mũi chỉ của nó rất là ok luôn. Của Mango ấy, rất là ok luôn ấy. Cái quần này mình thực sự là rất là thích luôn á. Mọi người nhìn mà xem. Đây, đấy cái form của dáng quần này. Mình không có nhận tiền của Mango để quảng cáo đâu nha, chẳng qua là tiểu kiểu vì đang hí hửng vì đang hí hửng vì mua được đồ đẹp ấy, thông ra là khoe mọi người thôi, chứ còn không phải đang quảng cáo cho Mango đâu nha. Mango không có thuê mình. Đó, mọi người nhìn này, về tất cả ví dụ như bạn nào mà chân nhỏ này, chân cong này, thì cái quần này có thể che được cái khuyết điểm rất là lớn luôn đấy. Mà các giá của nó bao nhiêu nhỉ? Hôm qua mình mua mình không nhìn luôn, không nhìn giá. 1.299.000, nói chung là rơi khoảng tầm 1.300.000 đó. Khoảng 1.300.000 cái quần này. Nhưng mà thực sự là cái form quần lên mặc lên cực kỳ đẹp luôn ấy. Bạn nào mà chân
Đấy, mình vừa nói chân nhỏ, chân cong các thứ, hoặc là mình có thể mặc cái quần này nó che được hết luôn á. Đó, mà mặc cái áo này cũng xinh luôn cơ. Đây này. Mặc cái áo này chung chung với áo này cũng xinh cơ, kiểu các chị công sở ấy, các chị công sở mà không thích mặc quần ngố như kiểu của Trâm như thế này thì có thể là mặc quần mặc mua mua của Mango, mặc quần trắng như này. Mà thích nhất là cái phần gấu nha. Đây là mình chỉ dơ lên thôi chứ lúc mặc lên thì đẹp lắm. Lúc mà thử quần này lên đẹp cực kỳ luôn. Với cả một cái áo len. Kéo len. Len này như mấy trăm hay sao ấy, không nhớ lắm. Ủa, 700. Ôi 700 cơ á. Tại mua cũng không để ý lắm nhưng mà cũng cũng ca phết nhỉ. Ca phết. Đây. Một chiếc áo này. Xinh không? Trời ơi. Cái này xong rồi mặc chung với quần 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 vừa rồi nhá. Xong rồi khoác thêm áo vest. Trời ơi, tổng tài không, nữ tổng tài không. Xinh cực. Áo này rất xinh luôn đấy mọi người. Mọi người nên mua size XS hoặc S thôi. Tại vì form này, cái len này, tại vì khi mà Trâm bầu ấy thì mình rất là ưu tiên những cái sản phẩm mà nó được sản xuất từ dệt kim, những cái chất liệu len như thế này, tại vì khi mình mặc mình sẽ không bao giờ bị bầu, chất liệu co giãn mà. Thế nên là bầu sẽ mặc rất là thoải mái. Mà kể cả có sau này mà xong, kể bầu xong rồi mình cũng có thể mặc lại những cái sản phẩm này. Đấy, mình cũng có những cái váy len dệt kim của nhiều hãng á, mặc mặc trong thời gian bầu á, vừa những cái váy kiểu body ấy. Vừa đẹp mà xong rồi kiểu sau này mình đẻ xong rồi mình vẫn mặc được. Áo này rất là xinh. Áo này xong rồi mặc chung với cái quần này. Trời ơi. Nó xinh cực kỳ luôn ý. Hôm nào mình sẽ rảnh rảnh mình sẽ mặc chụp cho mọi người coi. Đó, xong rồi. Đấy là khoe xong rồi nhá. Khoe xong đồ mới mua ở Mango. Còn cái kiểu ui nhưng mà áo áo này thì thực sự là có ít 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 số lượng, ít cực kỳ luôn ấy. Có khoảng tầm Trâm là Trâm có khoảng tầm 10 12 12 chiếc màu này và khoảng 5 chiếc màu đen. 5 chiếc màu đen như thế này. Đây này. Màu xinh cực, màu đen mọi người cứ tưởng già nhưng mà khi mà mặc lên ấy nó rất là sang luôn á. Rất là sang và xinh cực kỳ luôn. Đó. Đây. Bây giờ xong cái phần khoe đồ mới mua xong rồi. Xem nào. Ông ơi. Áo này em vẫn chưa có giá chị Mai Phạm ạ. Em vẫn chưa có giá tại vì hôm nay em vừa mới làm mẫu xong thì bây giờ em đi chụp hình. Đấy, ngồi nói chuyện mọi người từ nãy đến giờ 40 phút. À đâu, làm gì được 40 phút. Bây giờ không, nãy giờ là 15:30 đúng không? Bây giờ là 15:46 giờ chúng nó vẫn chưa đến. Vẫn chưa đến luôn. Bạn bè hẹn hò chán. Chán lắm. Không biết chúng nó có đang xem cái livestream này không để mình. Khánh Linh có quần chị đang mặc không ạ? À, quần chị đang mặc có. Cái quần này là bên chị sản xuất mà. Cái quần màu xanh này là bên chị sản xuất. Nên là Trâm có bán nha. Wow. Ôi giờ cái máy nó phồng to thế nhở? Phồng cao thế. Nào lại kéo lên mấy comment ở phía trên nào, xem nào. Tại vì nãy cũng mải kéo xuống nên ra là cũng sót vài cái comment chưa trả lời phía trên. Thôi. Nhiều quá. Không trả lời hết. Cái áo này thì cũng Trâm cũng chỉ có khoảng tầm 12 chiếc màu này thôi. Và 5 chiếc màu đen, thêm ra là mọi người nếu mà thích thì có thể nhắn trước cho Trâm thì Trâm báo báo giá nha.
Nhưng mà cái chất liệu này thì thực sự là giờ nó rất là hơi cao một chút xíu. Phải nói thật, cái nào mà các cái sản phẩm mà giá nó ok thì Trâm sẽ nói là thì Trâm sẽ nói ngay, nhưng mà những cái nào mà cái chất liệu nó khá là cao cấp và hơi hơi mắc một xíu thì Trâm cũng sẽ nói để mọi người có thể cân nhắc ấy. Nhưng mà thực sự mà để mà đầu tư vào một chiếc sơ mi như thế này thì mình nghĩ là nó rất là xứng đáng. Nó rất là xứng đáng vì thứ nhất là mình có thể áo sơ mi màu này nhá. Thực sự là Trâm thấy là thứ nhất là nó có thể phối được với rất là nhiều các cái sản phẩm khác nhau. Mình có thể phối với cả chân váy ngắn này, mình phối với chân váy dài xếp ly này, mình phối với cả quần sóc ngắn cũng được, và mình phối với cả quần công sở đi làm cũng được. Khi mà mình muốn đi dự tiệc ấy, hoặc là đi đám cưới, hoặc là đâu đấy mình có thể sử dụng một cái chân váy dài, một chân váy xếp ly, hoặc là màu trắng, hoặc là màu 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 ui mà cái này kết hợp với nhiều màu rất là được luôn nha. Cái này mà mọi người có thể cho kết hợp với quần màu tím cũng được nhá, quần sóc màu tím. Hoặc là quần sóc màu xanh cốm như thế này, hoặc quần sóc màu đỏ. Trời ơi, thực sự là rất hợp luôn ấy. Cái này mình cảm tưởng như có thể kết hợp được rất với nhiều màu sắc khác nhau, tại vì nó có các cái họa tiết màu này này. Thông ra là mình có thể phối với tất cả những cái màu trên áo này đều ok hết, màu đỏ, màu vàng, màu xanh cốm, màu tím. Đó mọi người ạ, màu đen cũng được. Thế nên là để mà đầu tư vào những một cái sơ mi như thế này mình nghĩ là rất là xứng đáng. Rất là xứng đáng vì mình có thể với Trâm nhá, khi mà mình bỏ tiền ra để mua một cái sản phẩm nào đấy và cái giá nó khá là hơi một cao một chút xíu ấy, thì mình sẽ cân nhắc là nó có sử dụng được nhiều cho nhiều trường hợp hay không, có thể sử dụng được cho nhiều hoàn cảnh hay không ấy. Nếu mà nó sử dụng được cho nhiều thì mình ok, mình sẵn sàng mình sẽ bỏ tiền. Và cái sơ mi này hoàn toàn đáp ứng được những cái yêu cầu đấy đúng không mọi người? Tại vì mình thấy là có thể mặc được rất là nhiều nhiều sự kiện và nhiều hoàn cảnh khác nhau, mà nó cực kỳ là nó nữ tính. Nó nữ tính, nó tinh tế, nó sang. Màu sắc này nó rất là trang nhã chứ nó không kiểu bị quá ấy. Vâng, tí em inbox chị nha, chị Mai Phạm nha. Em đang kiếm kiểu vậy mà màu trắng. Chị thì không có màu trắng rồi, tại vì mùa hè thì mình thích làm cái kiểu màu sắc sặc sỡ một xíu ấy, chứ làm màu trắng trơn thì cũng hơi bị nhạt quá, nhạt nhòa quá. Mình thích làm một kiểu màu sắc một xíu thôi. Và nhớ hôm nay mình cũng sẽ đi chụp một cái váy tơ, hôm nay Trâm sẽ đi chụp mấy cái váy tơ cực kỳ xinh luôn, cực 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 kỳ xinh ấy. Trời ơi, mình nghĩ chắc chắn là khi mà chụp lên xong sẽ rất là hot. Đây, có thể cho mọi người ngó qua hai cái màu thôi, mọi người sẽ thích ngay. Đây nhá. Trên livestream luôn là bật mí một xíu nha, nhưng mà Trâm sẽ không cho mọi người xem dáng đâu, tại vì mình sẽ phải đi chụp hình trước, xong rồi sau đấy mọi người sẽ cho mọi người xem dáng. Đây nhá, đây là chiếc váy tơ rất xinh, mẫu mới rất xinh. Màu, ôi trời ơi cái màu này mọi người, màu mọi người thấy xinh không? Đó, cái màu này mọi người thấy xinh không? Cực kỳ xinh luôn ấy, mà mặc vào mùa hè như thế này hoặc mặc đi biển. Cái này nhá, cái riêng cái váy này mọi người có thể mặc được bất cứ lúc nào. Có thể cho xem luôn dáng đi ạ. Không được đâu. Không bé ơi. Cái này á, mọi người có thể mặc đi đổ rác cũng được. Kiểu vội vội ấy, vội vội xong rồi chui vào xong rồi mặc đi đổ rác ấy, hoặc là xuống lấy ship ấy. Xong rồi có thể đi cà phê sang chảnh mặc cái này cũng rất hợp lý nha. Hoặc là nói chung là dễ mặc lắm mọi người, dễ mặc cực kỳ luôn ấy. Và xinh lắm, nói chung là rất xinh. Rất là xinh. Cái màu này, cái màu nó có kẹo ngọt không mọi người ơi? Đấy, bật mí một chút xíu cho mọi người đấy. Bật mí thế thôi, không cho xem dáng đâu, tại vì phải giấu đến cùng. Còn mấy cái váy nữa cơ, còn mấy cái váy nữa cơ chứ không phải có một cái này đâu. Rất xinh.
Và tại vì đợt này mình cũng đang bầu, đâm ra là mình cũng lại ưu tiên sản xuất các cái mẫu mã váy liên quan đến các bà bầu. Nên là các bà bầu sẽ được ưu tiên nhiều hơn chút xíu. Các cái váy đợt này thì nó cũng thiên về dạng là kiểu thoải mái này, cũng thoải mái hơn này, rộng rãi. Mà thực ra Trâm thấy mùa hè cứ mặc thoải mái rộng rãi là sướng nhất, cho đỡ nóng. Khi nào ra chị nhỉ? À, thì chắc là hôm nay thì chị đi chụp hình xong thì mình sẽ làm giá và cuối cùng là sẽ up ảnh lên để cho mọi người mua trước. Tại vì các sản phẩm mới này thì phải chụp hình thì mọi người mới xem được rõ ràng ấy, chứ không thì phải đi chụp hình trước xong rồi up ảnh lên để cho mọi người mua hàng trước. Sau đó thì mình mới có những cái ưu đãi trên livestream sau. Và thực sự là các cái sản phẩm này cũng nhiều khi á, mình up ảnh lên mà đã bán hết rồi ấy, nó còn chưa kịp livestream là đã hết hàng, không có hàng bán rồi. Đó. Nên là mọi người tranh thủ nha. Ôi nhưng mà cái áo màu đen này. Ơ sao mà nãy mọi người đang nói chuyện trò chuyện về vụ bầu bí mà sao mà, hoặc là chia sẻ chăm sóc skincare các thứ mà sao mọi người lại lại chuyển hết sang đấy rồi. Mình cũng đam mê nói về quần áo quá cơ. Thích màu đen này xinh không? Thích cái màu đen này ghê luôn á. Xinh ghê luôn á. Cái màu áo đen như thế này mà xong rồi phối với là quần sóc đỏ thì á, tuyệt phẩm. Đấy, bây giờ là 4 giờ. Và chúng nó vẫn chưa có dấu hiệu là đến. Chưa đứa nào thèm gọi mình luôn á. Bạn với bè. Ai trong chúng ta cũng sẽ có những đứa bạn như thế đúng không mọi người? Mình mà gọi nó thì nó lại gào mồm lên, nó bảo là đây đây tao đến đang đau tao đang trên đường đến rồi, tại sao mày cứ 30 phút mày gọi một lần thế? Không thể nào chấp nhận được, không thể chấp nhận được. Ôi, mình quên mất là mình đói. Mình bị đói quá. Hôm nay kiểu thần make up độ hay sao? Hôm nay make up thực sự là được độ đấy mọi người. Dạo này mình có thỉnh thoảng mình cứ hay lọ mọ mình vẽ vời mặt mũi ấy. Đơn ra là cũng nghiệm ra được một vài cách để có thể mà trang điểm cho nó xinh. Lâu lâu ấy mình trang điểm trông cho nó xinh xẻo một tí ấy, để thấy mình vẫn còn hồi được hòa nhập với cộng đồng, chứ không cứ ở nhà xong kiểu trông con xong rồi đắm đuối với ông con ấy, đâm ra kiểu mình cũng xuề xòa ở nhà chỉ mặc đồ ngủ thôi, trang điểm cũng chả trang điểm luôn. Cũng sợ nóng nhẹ chứ chứ. Thôi bây giờ 4 giờ rồi, nếu mà mọi người có câu hỏi gì thì mọi người có thể hỏi Trâm nha. Khoảng tầm Trâm chắc chỉ livestream Trâm chắc chỉ tầm livestream khoảng tầm 5 5 phút nữa thôi. 5 phút nữa thôi vì chạy xuống nhà ăn một xíu xong rồi chắc là mình đi chụp trước, chứ còn đợi bọn này lâu lắm. Không thể nào mà đợi được cái mấy cái đứa này. Con này rất là xinh. Cái này, cái áo này họa tiết cực kỳ là trang nhã và xinh xắn luôn ý. Mặc cái quần sock xanh, xanh cốm. Rất là mát. Mình thấy màu này, cái set này cực kỳ màu mát lắm luôn đấy mọi người. Mọi người có thể chụp lại nhé. Mọi người sẽ chụp lại xong rồi lát nữa inbox cho Trâm. Trâm sẽ báo giá một tầm chắc buổi tối là có thôi. Thì Trâm sẽ báo giá cho mọi người nha. Chứ còn bây giờ thì Trâm chưa thể báo giá trên livestream được. Tại vì mình còn phải đi chụp hình nữa. Mọi người có câu hỏi gì nữa không? Trời ơi, mình không có dấu hiệu gì chúng nó đến luôn đấy trời. Ta-da. Ôi, bụng nó kêu. Bụng nó kêu. Đây.
Thực ra cho nên mọi người cứ hỏi là có bụng chưa, nhưng mà Trâm đây cũng bảo mọi người là làm gì đã có bụng đâu, mới có 2 tháng rưỡi mà sao đã có bụng được. Màu xinh quá, cái set này màu xinh cực kỳ luôn mọi người. Cho mọi người ngắm nốt cái set này, chắc khoảng tầm 5 phút nữa, mấy phút nữa thôi thì mình dừng livestream thôi. Tại vì hôm nay cũng chỉ định lên để nói chuyện tám tám với mọi người cho vui một xíu thôi, chứ cũng không có ý định là bán hàng gì ngày hôm nay. Chỉ là kiểu muốn bật mí cho mọi người một số sản phẩm thôi. Chứ hôm nay thì Trâm sẽ không livestream bán hàng gì ngày hôm nay cả. À, chị bị Covid xong có bầu, bác sĩ có bảo gì không chị? À, cái này thì cũng may mắn nhất, tại vì bác sĩ bảo là khi mà có bầu ấy thì không được, đặc biệt là nếu mà sử dụng cái thuốc đặc trị Covid ấy thì nó rất là nguy hiểm. Cho nó gần vào một xíu. Dùng cái thuốc đặc trị Covid ấy thì nó rất là nguy hiểm và nó đánh thẳng vào tế bào luôn. Đâm ra là nếu mà ai mà đang có bầu mà bị Covid thì tốt nhất là mọi người đừng sử dụng các cái sản phẩm đặc trị Covid nha. Tất cả các loại thuốc ấy mình chỉ sử dụng được, nói chung là đợt đấy là chị cũng cũng uống thuốc kháng sinh đấy, uống mất 2 hôm, nhưng mà cũng may mà là không sao cả, bác sĩ bảo là không sao cả, tại vì những thuốc đấy thì nó không ảnh hưởng. Chỉ có cái thuốc đặc trị thì nó rất là nguy hiểm, nó đánh thẳng vào tế bào luôn thì sẽ ảnh hưởng đến em bé, nên là mọi người phải tránh cái thuốc đấy nha. Từ lúc biết là có bầu là chị chỉ dừng tất cả các loại thuốc, và mình chỉ có xịt xịt họng nước muối, xịt họng này, xúc miệng nước muối này, rồi bầu cũng không xông mặt nha, cũng không xông hơi luôn nha. Và mọi người có thể mọi người uống chanh mật ong. Uống chanh mật ong nhiều vào. Nó thứ nhất là nó làm cho cổ họng mình nó cũng đỡ ấy. Cũng đỡ bị rát họng ấy, xong rồi và mật ong thì nó cũng đào thải được các độc tố ra ngoài, chanh mật ong ấy đào thải các độc tố ra ngoài thì nó cũng tốt cho dạ dày mình mà. Nên là mọi người cứ mỗi buổi sáng ở trong này thì hay uống chanh mật ong. Còn câu hỏi gì nữa không mọi người? Còn câu hỏi gì nữa không? Thấy lượng xem cũng hơi giảm chút xíu rồi đó. Chắc mọi người biết là mình đang chuẩn bị tắt livestream, nên ra mọi người cũng chuẩn bị tắt live của mình luôn. Lại lên lại. Vừa mới nói xong, vừa mới dỗi hơn vài câu là mọi người lại lên lại vào xem lại kìa, lại tăng. cái set này lên livestream màu đẹp nhỉ. Tại vì chụp ảnh lên ấy, màu thực sự là màu nó không thể nào mà rõ được luôn đó mọi người. Chụp đứng rồi có thể là chụp trong nhà. Chụp trong nhà đâm ra là nhìn nó không rõ màu. Chứ còn lên livestream nó rõ màu đẹp quá này. Đúng màu luôn á. Bộ sưu tập của chị khi nào ra mắt? À thì cái này thì cũng hơi khó nói, tại vì nó cũng do bên kia người họ cũng đang bên cửa khẩu ấy, họ cũng đang dừng tất cả các cái vận chuyển về Việt Nam, đâm ra các cái nguồn cung cấp của mình cũng bị ảnh hưởng. Mình cũng đã tìm hiểu các nguồn bên các cái nước khác để có thể gửi về thêm các cái nguồn vải mới cho mình ấy. Thế nên là nó vẫn đang bị trì trệ quá. Vẫn đang trì trệ quá, mặc dù tất cả các mẫu, các thiết kế là mình đã vẽ xong hết rồi, lên hết rồi, bây giờ chỉ có đợi là có nguyên vật liệu để làm thôi, mà cũng đợi chờ lâu quá. Cảm ơn bác nhá, tôi nhớ bác quá đây này, bao giờ mới được gặp nhau. Ở đấy mọi người lại tụt rồi. Ơ kìa. Lại tụt rồi. Mọi người không chơi với tôi nữa. Tôi buồn tôi tắt clip nè. Thôi nha mọi người, 4 giờ rồi. Đi chụp cũng tắt nắng đây. Bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem livestream ngày hôm nay và đã trò chuyện với Trâm.
Về các cái sản phẩm thì Trâm sẽ áp ảnh lên sau nha, áp ảnh sau. Chứ còn Trâm sẽ chưa livestream để bán đâu, mình sẽ chỉ áp ảnh trước thôi nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã xem livestream và chém gió với Trâm mấy phút. Thank you mọi người, bye 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 bye.